Ai vẫn hát vang lời Việt Nam. Nhìn về đại dương, ta nhớ hương quê nhà ở đó. Còn nhiều lòng tham, sau phút sung thương buồn lặng im, là tiếng khóc thương đời biệt ly. Bên tiếng hát ru gọi. Trường Sơn, núi non trùng điệp, trong lòng rừng thẳm vắng lặng âm u, bên bờ kinh lạnh điều hiu lao xoài, giữa cánh đồng hoang gió lộng tứ bề, phút chốc liệt vị bỗng trở nên người tiên cổ, sự nghiệp đang cơn đeo đuổi sau nửa đường. Chí làm trai Nam Bắc Đông Tây chưa thỏa chí đã nghìn thu ôn thần, lòng đất mẹ ngũ hồi thân bạch chiếm núi sông cha điềm thắm màu yêu. Đã đành trái thời loạn xá gì thân huyết nhục, nguyện một lần đi trả nợ núi sông, nhưng lúc bầy giặc cọc vẫn còn chưa quét sạch cõi sơn hà, còn mái đồng của đao binh, thì trốn tuyền đài làm sao yên nghỉ được, cõi dương gian đồng đội thương nhớ quay cuồng. Họ là những anh hùng không tên tuổi, sống âm thầm trong bóng tối, nhưng can đảm và tận tình giúp nước, tuy mồ hoang phiêu giữa trời không ai đến làm bằng dân lệ vật, nhưng máu họ đã len vào mạch đất, thịt cùng xương hòa lẫn với non sông, và anh hùng ghi một tấm tình chung vẫn mãi mãi là anh hùng Bạch Việt. Hỡi anh linh các anh hùng liệt vị trên khắp nẻo chiến trường, đã từng tung cánh đại bàng rợp bóng trời Nam, dương vuốt mãnh hổ xông pha đất Bắc, đông tiến giặc ly đánh kẻ hung tàn, tây chinh u minh vũ rô diệt loài kình nạp, bước vào thành nội chăm họ yên vui, dừng lại cổ thành một lòng son sắt, ngã xuống bình giả đáp nghĩa đồng bào đùm bọc, tiến lên lê mang đền ơn non nước, quân sử ngời ngời chiếu sáng, anh dũng bình lăng nhân tâm ghi khắc đời đời. Hôm nay nơi đất khách quê người, chốn rừng thiêng biên giới, chúng tôi những con dân nước Việt từ bốn phương trời lưu lạc cùng nhau thề tự về đây, dưới ngọn cờ vàng tỏa rộng hồn thiêng sông núi, quân kỳ hiển hiện biết bao xương máu, chúng tôi nguyện một lời thề tiếp bước cha anh với tâm thành chí sáng, không tìm an lạc nơi quê người mà luôn khát khao một ngày về trường nước, lạy hồn thiêng sông núi mấy ngàn, xin dẫn lối đưa đường về
hòa vong linh những anh hùng vì quốc vững lòng chờ chủ tù nổi tâm cho ngọn cờ vàng ba sọc đỏ song song về bay mãi trên vòm trời non nước Việt. Lễ truy điệu và điếu văn để ghi ơn các anh hùng tử sĩ chấm dứt. Phải hiếu thị gì hết, tôi không có làm hiếu thị gì hết, mà chúng tôi xin thông báo cho tất cả các anh em biết cái chương trình chung của ba ngày đại hội của chúng ta. Hôm nay là ngày đầu tiên, đúng vào ngày 30 tháng 4 năm 1998, để nhắc lại cái tủi nhục của chúng ta. 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta làm lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Chính phủ Cách mạng Việt Nam tự do. Như vậy thì các anh em cũng thấy rằng Chính phủ đã ra đời từ 3 năm nay, tức là từ 30 tháng 4 năm 1995 rồi đến hôm nay là 3 năm. Chúng ta ăn mừng Chính phủ 3 tuổi. Ngày hôm nay là ngày đầu sau cái phần nghi lễ quân sự buổi sáng này, thì chúng ta sẽ có những cái buổi họp kế tiếp tại trên hội trường. Những buổi họp đó là những buổi họp để mà có những sinh hoạt của các thành phần từ hải ngoại về. Rồi đến ngày hôm sau chúng ta có những buổi họp của các thành phần của quốc nội. Và sau cùng chúng ta có cái đại hội liên đảng Việt Nam tự do để bầu bán trở lại cái hệ thống lãnh đạo trung ương của liên đảng Việt Nam tự do. Cái diễn tiến này tôi tin chắc rằng nó sẽ tiến triển một cách điều hòa, không có gì làm trở ngại, bởi vì chúng ta không có làm cái điều gì sai pháp. Và một lần nữa tôi cũng xin tất cả các anh em đi theo cho đúng giờ giấc cái chương trình thời khóa biểu của 3 ngày lễ để chúng ta đi đến cái kết quả mỹ mãn. Và đây là một cái giai đoạn vô cùng quan trọng của giai đoạn lịch sử của đất Việt, của Chính phủ Cách mạng Việt Nam tự do, nhằm về giải thể cái chế độ cộng sản ở bên nhà. Vậy thì một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú ý đến lời chỉ dẫn của chúng tôi, và chúc các anh em có 3 ngày vui vẻ. Xin cảm ơn. Và phần nghi lễ ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục như bình thường, không có gì trở ngại. Và tiếp theo chương trình là phần khen thưởng của Phái bộ Trung ương Chính phủ Cách mạng Việt Nam tự do, phần khen thưởng của Chiến hữu Tổng Tư lệnh Chiến dịch Hòa bình. Tất cả các anh em có mệt mỏi không? Không. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục buổi lễ và phần khen thưởng và khen tặng sẽ do ông Thứ trưởng Ngoại giao. Xin mời ông Thứ trưởng. Cái này dưới đây. Đi.
tham chiếu sự đề nghị của tại mấy tấm mấy cuộn phim đó đi cất đi nha. Chiến hữu phải lên cây mới được. Chỉ huy trưởng của căn cứ kháng chiến 702, chúng tôi xin trân trọng kính mời các chiến hữu sau đây tiến ra trước địa điểm tổ chức. Trước hết chiến hữu Huỳnh Vũ Châu qua bạc. Chiến hữu Đỗ Hoàng. Chiến hữu Đỗ Văn Tiên. Chiến hữu Lê Hy Tâm. Chiến hữu Phạm Phước Hòa. Tôi xin kính mời chiến hữu Tổng tư lệnh chiến dịch hòa bình, chiến hữu Tổng thư ký Nguyễn Hữu Tránh và trung tướng Nguyễn Duy Hinh, tổng trưởng Bộ Quốc phòng của chính phủ các bạn Việt Nam tự do tiến ra địa điểm hành lễ. Chính phủ các bạn Việt Nam tự do tại hải ngoại trong suốt 10 tháng vừa qua đã sát cánh bên các chiến hữu quốc nội, cũng được khen thưởng ngày hôm nay, đó là chiến hữu trung tá Nguyễn Tấn Minh. Một chiến hữu hải ngoại nữa đến tham dự lễ kỷ niệm 3 năm thành lập chính phủ cách mạng Việt Nam tự do tại biên thủy Đông Dương. Ý đại lời chiến hữu Trần Thanh Cát. Đây là danh sách chúng tôi xin được kính gửi đến chiến hữu Tổng tư lệnh chiến dịch hòa bình và Trung tướng Nguyễn Duy Hinh, Tổng trưởng Bộ Quốc phòng. Và giờ đây xin kính mời Tổng trưởng Bộ Quốc phòng đến chúc mừng các chiến hữu. Chiến hữu được khen thưởng xuất sắc của chính phủ cách mạng Việt Nam tự do. Suốt đêm hôm qua, Hội đồng An ninh Quốc gia họp cho đến 2 giờ sáng đã chọn lựa ra 4 chiến sĩ xuất sắc nhất của chính phủ. Và đồng thời, Hội đồng An ninh Quốc gia cũng như Bộ Quốc phòng đã quyết định thăng cấp chính thức cho các chiến hữu phụ trách của Bộ Tham mưu trong cái căn cứ này. Và căn cứ này sẽ phải được tồn tại. Nếu không tồn tại sẽ có một căn cứ khác. Các chiến hữu ghi nhớ, chúng ta đã có căn cứ 701, 710,
và bây giờ là 702. 702 không được thì 703. 703 không được thì 704. Không có một áp lực nào có thể ngăn cản nổi tinh thần của chúng ta. Chính vì vậy cho nên ngày hôm nay chúng tôi long trọng công bố đối một số các chiến hữu cần phải giữ các chức vụ trong quân đội là thiếu tá, trung tá. Các chiến hữu hy hãnh diện rằng mình đủ khả năng và xứng đáng để nhận lấy cái trách vụ đó, và cũng không quên cái trách vụ mà các chiến hữu được Hội đồng An ninh Quốc gia và Hội đồng lãnh đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao phó. Hãy làm tròn bổn phận của mình, hãy noi gương những người lãnh đạo trong Chính phủ sát cánh bên cạnh chiến sĩ của chúng ta. Xuất sắc không kém gì một số chiến hữu đã được tuyên dương, nhưng các chiến hữu cũng phải công nhận rằng một số các chiến hữu được tuyên dương ở đây lại xuất sắc đặc biệt trội hơn tất cả các chiến hữu khác. Do vậy sự chọn lựa của Hội đồng An ninh Quốc gia và Chính phủ là một sự công bằng để tuyên dương cái tinh thần cao độ của một người lo từng chén cơm, chén canh và những tô cá cho các chiến hữu. Không phải một người phụ nữ không làm được những điều đó. Không phải một người phụ nữ, không phải một chiến sĩ phải cầm súng thì mới gọi là anh hùng. Mà một chị nuôi một người làm trong nhà bếp, một anh cận vệ cũng có thể nói lên được cái tinh thần đó. Đó là sự quang minh chính đại của Hội đồng Trung ương. Tôi hy vọng rằng ngày hôm nay các chiến hữu đang nhìn cơ quan của Thái Lan đang có mặt ở đây với chúng ta. Các chiến hữu nhìn thấy cái hình ảnh sáng hôm nay, và các chiến hữu đã nhìn thấy những hình ảnh mà chúng ta đã tải quân từ 701 và đây 702 sáng đêm do tôi lái xe để chuyển quân đến đây. Và các chiến hữu đã nhìn thấy căn cứ 710. Chúng ta đã từng ngồi trong cái bộ chỉ huy của Thiên quân lục chiến, cơ quan hành báo của Thái Lan. Chúng ta có chục bước đâu. Mỗi ngày chúng ta lại tề tụ với nhau nhiều hơn, càng đông hơn. Phía bên dưới đây hiện giờ có khoảng 80 anh em cán bộ chiến sĩ Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự do chuẩn bị bước lên đây để tham dự buổi lễ này. Mặc dù họ đến đây, họ bố ráp, họ tạo áp lực với chúng ta, nhưng chúng ta không làm điều gì sai. Và hùng thiên sông núi cũng như lá quốc kỳ cờ vàng ba sọc đó là không cho phép chúng ta phải ngừng. Tôi hy vọng rằng trước bàn thờ tổ quốc đó, các chiến hữu đã từng làm lễ truy điệu thì những vị anh linh và hàng triệu triệu đồng bào của chúng ta chết trên biển cả, cũng như các chiến sĩ chúng ta đã nằm xuống để trận chuyến tìm tự do tại Việt Nam, sẽ không phụ lòng đối với các chiến hữu. Những vị đã nằm xuống trước đây chứng giám cho cái tinh thần cao độ quật khởi của chúng ta. Mà phải có cái tinh thần cao độ quật khởi như thế này, chúng ta mới chiến thắng được cộng sản. Còn phải có tinh thần cao độ như thế này, chúng ta có thể vượt ra tất cả mọi sóng gió trở ngại để đoạn đường trong gai gắt. Tôi bình tĩnh từ sáng ngày hôm nay. Các chiến hữu hãy cho tôi thêm một sự bình tĩnh nữa. Có được sự bình tĩnh hay không để can đảm nhận lấy cái sứ mạng của mình là tôi ở các chiến hữu đang có mặt đang nói chứ không phải là cho tất cả các chiến hữu dưới quyền. Tôi nhìn thấy khuôn mặt tất cả các vị ở đây của bây giờ khắp nhầm thấy đến đây không ngủ nào mái tóc bạc phơ như thế này dẫn kiếm tin kiếm tiếng nói và không bao giờ ai có thể cản được chúng ta, ai có thể ngăn cản được chúng ta. Tôi thiết nghĩ không có một quyền lực nào có thể làm được điều đó ngoại trừ bọn cộng sản Việt Nam. Tôi hy vọng rằng tiếng nói của chúng ta sẽ được phát đi khắp thế giới. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn trong ngày hôm nay. Các cơ quan của Thái Lan đang ngồi đây và kể cả chính phủ Thái cũng không dám đụng chúng ta, bởi vì chúng ta có nguồn vốn, chúng ta có tiếng nói, chúng ta có quan hệ khắp thế giới. Chúng ta sẽ đưa những cái việc làm này cho thế giới nhìn thấy, và chính phủ Thái Lan sẽ trực tiếp xin lỗi chúng ta và bị trung tướng cảnh sát của mình. Giờ phút này các chiến hữu thầy nhìn thấy quyền lực của họ đâu hả? Quyền lực chỗ nào? Vẫn nghiêm trang chào
súng. Quyền lực không phải là bắn giết, mà quyền lực là trái tim, máu và nước mắt của chúng ta đổ ra. Quyền lực của chúng ta là chính nghĩa, quyền lực của chúng ta là tinh thần dân tộc tự quyết. Nhớ điều đó. Giờ phút này, nếu bắt Bộ phủ Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội biết được những hình ảnh này, chắc chắn họ sẽ cúi đầu để ngưỡng mộ cái tinh thần chiến đấu đó. Không ai áp lực chúng ta được hết. Chắc chứ không nhớ điều đó. Không dẫn những bao nhiêu người đây, mà chúng ta sẽ tề tụ về đây hàng ngàn, hàng chục ngàn và hàng trăm ngàn và hàng triệu người. Sau lưng của các chiến sĩ quốc nội, có các chiến sĩ tại hải ngoại đang ở đây, trên khắp thế giới. Chứ không phải chỉ có một mình tôi hoặc là một số anh em cán bộ trong bộ chỉ huy mà thôi. Nhớ điều đó. Và sau lưng của các chiến hữu tại quốc nội còn có hàng tiểu đồng bào tại hải ngoại. Những tiếng nói đó sẽ đứng lên để quật khởi cái ngọn cờ chính nghĩa này. Ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục buổi lễ. Ngày mai chúng ta vẫn tiếp tục cái chương trình này. Và chúng ta chờ xem áp lực của họ đi đến đâu. Dĩ nhiên, chắc chắn một điều, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua những cái bọn áp lực của chính quyền Thái Lan. Nhưng chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta làm việc có nơi có chỗ. Tôi sẽ bay về khắp thế giới, tôi nói cho thế giới thấy rằng hãy sửa đổi cái chính quyền này, bởi vì đây là một nước tự do chứ không phải là cộng sản. Điều này chắc chắn họ biết và họ đang biết. Một lời xin lỗi của vị tướng lãnh tôi thiết nghĩ cũng an ủi cho chúng ta lắm rồi. Và những lời xin lỗi đó, có lẽ họ hiểu chúng ta rồi đấy. Bởi vì chúng ta không làm điều gì sai. Công lý vẫn là công lý. Mong các chiến hữu ghi nhận trong buổi lễ ngày hôm nay. Và chúng ta tiếp tục chương trình hành lễ. Mời ban tổ chức tiếp tục. Kính thưa chiến hữu Tổng tư lệnh Chiến dịch Hòa Bình, kính thưa quý cụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia, quý vị Tổng trưởng, Bộ trưởng, tất cả các chiến hữu ở hải ngoại và quốc nội. Một chiến hữu được bổ nhiệm là chỉ huy trưởng của căn cứ KC-702. Chúng tôi xin được hân hoan giới thiệu. Đó là chiến hữu Trương Ngọc Thu. Xin kính mời chiến hữu chỉ huy trưởng tiến ra địa điểm hành lễ. Khi tôi có lời thanh thưởng với chiến hữu Trương Ngọc Thu, chỉ huy trưởng của căn cứ này, không phải ở căn cứ này, mà chiến hữu Thu đã từng xây dựng căn cứ 701 của tổ chức. Chiến hữu Thu có một vợ bốn con, sống tại California, và chiến hữu Thu đã từ giã gia đình đến đây với chúng ta, từ ngày bắt đầu đặt chân đến nước Thái Lan cho đến bây giờ, đã hơn 8 tháng. Chiến hữu Thu đã hoạt động với tôi trong suốt 10 năm dài ròng rã, không bao giờ ngưng nghỉ. Chiến hữu Thu đã học được cái tinh thần cách mạng cao độ của những người lãnh đạo và đã làm tròn bổn phận của mình đối với đại cuộc cho đến giờ phút này. Trong suốt thời gian qua, chiến hữu Thu đã gần gũi với các chiến hữu ở tại đây và đã sống với các chiến hữu để chia sẻ ngọt bùi những cái đau đớn nhất, chua cay nhất và những cái vui buồn. Ngày hôm nay, tôi nhân danh là Tổng tư lệnh Chiến dịch Hòa Bình tặng lời khen thưởng tuyên dương chiến hữu Trương Ngọc Thu, chỉ huy trưởng căn cứ 710, là một chiến sĩ xuất sắc đã tận hiến cuộc đời của mình trong suốt 10 năm qua và cho đến ngày hôm nay. Trân trọng gửi đến lời chúc tụng này thì chiến hữu Thu mong rằng tất cả các chiến hữu khác cũng nhìn thấy cái gương sáng đó để mà tiếp tục con đường đấu tranh cho chúng ta. Cảm ơn các chiến hữu. Cảm ơn chiến hữu Tổng tư lệnh Chiến dịch Hòa Bình. Để tiếp tục, chúng tôi xin kính mời
Phó Thủ tướng đặc trách hải ngoại Đại tướng Linh Quang Viên, Đô đốc Tổng trưởng Bộ Ngoại giao Đô đốc Lâm Ngân Tánh, Trung tướng Nguyễn Duy Hinh, Tổng trưởng Bộ Quốc phòng tiến lên chúc mừng chiến hữu. Có thể lấy được cái chân này được. Trương Ngọc Thu, chỉ huy trưởng căn cứ 702. Tôi đổi đề tài một chút. Chúng ta không nói chuyện về mấy cái con mũi nhát này làm phiền chúng ta nữa. Chúng ta nói đến chuyện khác. Trên thế giới này, vào thập niên cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, tại châu Âu thật nhiều các nước cộng sản lần lượt sụp đổ. Ở những nước đó, một vài cuộc biểu tình của dân chúng hay là của thợ thuyền nổi lên, thì các chính phủ cộng sản lần lượt xuống nhường chỗ cho các chính phủ dân chủ lên cầm quyền. Cuộc thay đổi chính quyền đã diễn ra thiệt là êm ả, thiệt là nhẹ nhàng. Bên cạnh nhìn tôi anh. Bạo lực của quân chúng chỉ xảy ra ở một vài nơi, còn những nơi khác cuộc thay đổi chính trị rất là êm đềm và ngọt ngào. Ngọt ngào đến cái độ người ta gọi nó là cuộc cách mạng nhung. Thế là nó nhẹ nhàng, nó êm ái lắm, không có đổ máu, không có cái va chạm gì to lớn. Thế nhưng mà bây giờ nhìn sang những nước ở bên châu Á thì chúng ta thấy làm sao? Tại Trung Hoa, vụ Thiên An Môn cho thấy rằng là các lãnh tụ cộng sản Trung Cộng vẫn còn muốn bạo lực, họ muốn giết dân. Tại Bắc Hàn thì mấy anh lãnh tụ cộng sản Bắc Hàn vẫn bóp cổ dân đen, mặc dù cái số dân đó đang chết đói. Bây giờ bước vào Việt Nam, cái số phận dân Việt Nam chúng mình có khá hơn không? Vụ Thái Bình mà cộng sản mất gần một nửa năm để giải quyết cho thấy rằng chúng nó cũng run sợ, nhưng mà chúng nó khôn ngoan mà chúng nó khá quỷ quyệt. Nó dùng bàn tay nhung, bọc nhung nhẹ nhàng, nhưng mà mình phải hiểu rằng bên trong vẫn còn cái bàn tay sắt đợi chờ đó. Có nhiều cái chỉ dấu cho thấy rằng cộng sản Việt Nam rất ngoan cố. Chúng ta có lẽ rằng dân Việt Nam sẽ không có cái diễm phúc sẽ có được cuộc cách mạng nhung. Bởi vậy chúng ta phải sửa soạn để đối phó với tất cả những cái gì khó khăn nhất. Và vì sửa soạn đó cho nên đã hình thành những căn cứ huấn luyện như thế này. Căn cứ địa là cái nôi để sản xuất các cán bộ liên đảng. Chúng ta tổ chức liên đảng trong quần chúng để có thực lực quần chúng. Căn cứ địa cũng còn là cái vườn ươm để chúng ta sản xuất hai loại cán bộ khác: cán bộ chính trị
quân sự đặc biệt của chúng ta. Và nếu mai này cần thiết thì những căn cứ địa này sẽ là những cái trung tâm tổ chức đơn vị và luyện quân. Thưa quý vị, thưa các anh em, tới đây 18 ngày đổ thật nhiều mồ hôi, mỗi cái cây ngã xuống, mỗi cái cột dựng lên là biết bao nhiêu mồ hôi. Các anh em, thưa các đồng bào hải ngoại, các chiến sĩ mà các quý vị thấy ở nơi đây ai cũng gầy gò xanh xao vì nhiều năm tháng lang bạt nơi quê người xa xứ, cuộc sống rất là khó khăn. Nhưng mà thưa quý vị, các chiến sĩ này tới đây với một tấm lòng kiên trì, tấm lòng yêu nước vô biên. Dựng lên không phải là chỉ có mồ hôi mà không, đó là do cái tấm lòng đó. Anh em này kiên trì lật bước trên cái con đường nó sẽ đưa chúng ta về Sài Gòn, đưa chúng ta về Huế, và nó sẽ không dừng lại trước khi nó tới tận Hà Nội hay là Hải Nam của anh. Chúng tôi nhân danh Tổng trưởng Quốc phòng và đại diện cho tất cả các anh em chiến sĩ căn cứ này, chúng tôi xin tri ân ông Tổng thư ký đã có lòng nghĩ tới và khen thưởng các anh em. Chúng tôi xin tri ân tất cả các đồng bào hải ngoại tới thăm viếng, lòng ưu ái cho quà cáp. Chúng tôi xin tri ân và thay mặt tất cả các anh em chiến sĩ căn cứ này, một lần nữa chúng tôi xin vô cùng cảm tạ cái tấm lòng tốt đó. Biết có ngày hôm nay là một thêm một khó khăn nữa cho chúng ta thấy rằng cái con đường đi cứu nước không có thanh thản, nó có những trở ngại, nó có những mập mục, nhưng mà chúng ta kiên trì, chúng ta sẽ vượt qua hết. Và ngày nào đó, một ngày không xa, chúng ta sẽ về Sài Gòn, về Huế, về Hà Nội, và chúng ta sẽ gặp nhau bắt tay mừng ở đó. Xin hết lời và xin hẹn nhau chúng ta sẽ tới cái ngày hội tưng bừng đó. Bây giờ tôi xin đưa long trọng tuyên bố với các anh em, lực lượng quân đội Hoàng gia Thái, tôi mới vừa nhận một cú điện thoại của vị tướng lãnh, họ đã gửi đến đây để họ bảo vệ cho chúng ta. Hiện giờ quân đội đang tràn vào đây, và tôi xin thay mặt cho một số anh em trong đội phòng vệ yên trí, yên tâm, giữ vững cái tinh thần của mình. Và trước khi đi vào hội trường, chúng ta tiếp tục cái chương trình hôm nay. Chúng ta thay một cái áo thun kỷ niệm của chính phủ mà hiện giờ chính phủ đã trao tặng cái tặng tay của các chiến hữu, để chúng ta chứng minh cho họ thấy rằng chúng ta không dùng bạo lực, chúng ta có lúc phải hành lễ, và chúng ta có lúc tôn trọng đảng của chúng ta, đó là đảng Việt Nam Tự Do của chúng ta. Tôi xin trân trọng thông báo các chiến hữu yên tâm và tiếp tục hành lễ. Để trang bị cho phần thứ hai trên hội trường, thì sau khi anh em nhận áo thun thay đổi và cho phân công sắp ghế ở trên hội trường như những công tác mà đã được cắt đặt, và chúng ta làm sao khi nhận áo thun thì tất cả các anh em đứng tại hàng hoặc là như thế nào trật tự, và một số anh em trước sự việc xảy ra. Tất cả những chiến sĩ Việt Nam Tự Do, hải ngoại và quốc nội đã không phải thất vọng khi họ đã trao trọn niềm tin cho người lãnh đạo trẻ tuổi này. Và giờ đây, trong lòng họ đã xác quyết một điều là một ngày mai chúng ta sẽ thành công.
chiến sĩ tự do, chiến sĩ tự do, chiến sĩ tự do. Hội đồng Điều hành Trung ương, Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự do.
và làm tổng tư lệnh chiến dịch hòa bình. Và để bắt đầu từ phần 2 của đại hội, xin tất cả nghiêm chỉnh để chuẩn bị làm lễ cao quốc kỳ. Lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Niềm tin với đồng bào.
Đây là chiếc võng mà ông Tổng Tư lệnh Chiến dịch Hòa bình vẫn thường nằm nghỉ ngơi mỗi khi về căn cứ với các chiến sĩ Việt Nam tự do tại đây. Thật sự nếu cá nhân chúng tôi hoặc tất cả những anh em khác mà có cố gắng đến mấy và không có được cái sự quan tâm đặc biệt của chúng tổng thư ký và không nhờ cái sự kết nạp trong cái vấn đề này đó, thì tôi thấy rằng đối với anh em của chúng tôi không có gì gọi là bỡ ngỡ, tại vì trong suốt cái giai đoạn đấu tranh với tổ quốc. Tôi Long Trọng tuyên xưng là một đảng viên của Liên Đảng, xin thề nguyện giữ tình đoàn kết thuần thảo giữa các nghê hữu trong tình huynh đệ, xin thề nguyện bảo mật công tác hoạt động và các tài liệu của Liên Đảng Việt Nam tự do, xin thề quyết tâm cùng với các nghĩa hữu hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ do Liên Đảng Việt Nam trao phó, xin thề. Sau đây là cụ chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Trung ương sẽ chấp nhận lời thề của tất cả các nghĩa hữu. Xin mời cụ chủ tịch. Tôi là chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Trung ương Long Trọng xin ghi nhận lời thề của các quý nghĩa hữu. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta là nghĩa huynh, nghĩa đệ trong một đại gia đình gồm có đồng bào trong và ngoài nước. Tất cả sẽ dốc lòng phụng sự Tổ quốc. Sau khi chúng ta về nước, chúng ta sẽ ra tranh cử bởi vì chính phủ cách mạng Việt Nam tự do sẽ chủ trương là bầu cử tự do. Chúng mình có chương trình, chúng mình có lý tưởng. Lát nữa tôi sẽ trao lời cho quốc gia ngày con lòng cùng kỳ hy sinh cái gì thân sống vì tương lai của dân cùng sống và có đất làm sao cho nước sông từ nay luôn hướng về dù cho thầy quay về dù cao
Xây dựng là bốn căn cứ như thế này thì đều có xảy ra cái tình trạng là chúng tôi phải dời cứ. Thì như vậy trước khi mà tôi gia nhập chính phủ cách mạng Việt Nam tự do, tôi nhận thấy sống trên đất nước Việt Nam có một chế độ cộng sản áp bức và trên một cơ chế là chủ nghĩa Mác Lênin, chúng tôi sống không được ở trên cái sự kèm kẹp của chế độ cộng sản. Vì vậy chúng tôi phải rời ra đi để kiếm một nền tự do. Sau đó tôi gặp một người bạn tôi. Cái mà tự do cũng nhằm mục đích là khích lệ tất cả các anh người trẻ. Đấy, đừng phân biệt già trẻ trai gái mà cùng đồng tâm. Cái địa Bình Thủy Tâm Dương để tham dự 3 ngày đại hội, 3 ngày kỷ niệm 3 năm thành lập của Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự do. Dạ, kính thưa giáo sư. 17. Tức là cho đến nay đã được 8 tháng rồi. Thì ở Việt Nam chúng tôi thâu nạp được một số 600 sẵn sàng họ đổi ngựa giữa dòng sông như người ta nói đó. Tức mình phải làm thế nào để chứng tỏ được việc. Thành ra đã có một lúc mà tôi nghĩ rằng bây giờ cũng hãy còn một phần nào là Mỹ tưởng là có thể đi với cộng sản. Suốt một đêm, bắt đầu từ 1 giờ sáng, một chiếc xe bus và hai chiếc xe van đã miệt mài đi trong đêm rời khỏi tỉnh Trat từ bộ chỉ huy Khảo Láng, được sự hộ tống của quân đội và cảnh sát Thái, đưa đoàn người hải ngoại an toàn rời khỏi tỉnh Trat, là một tỉnh địa đầu biên giới Thái Miên, nơi tổ chức đại hội. Xe về đến Bangkok thì đã 6 giờ sáng. Trong khi bộ phận điều hành tổ chức sắp xếp cho phái đoàn dùng bữa tiệm tâm và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho phần 2 của hội nghị sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều. Thank you.
Trong khi đó, ông Tổng Tư lệnh ngồi thẫn thờ và kiên nhẫn chờ đợi từng cú điện thoại reo. Giờ đây, con chim đầu đàn của chính phủ cách mạng Việt Nam tự do dường như không còn thiết tha gì hay lo nghĩ gì cho bản thân ông nữa. Có lẽ lúc này chính là lúc mà ông đã không còn kiềm giữ được tình cảm đối với những người chiến sĩ Việt Nam tự do mà ông đã từng xem như ruột thịt, đã từng cùng nhau chia sẻ ngọt bùi trong căn cứ địa, cũng như đã từng san sẻ cho nhau miếng cơm, điếu thuốc mà lòng ấm áp những niềm vui. Trong biến cố của ngày 1 tháng 5, vẫn còn một số anh em chưa tìm lại được. Nhưng ông vẫn phải trở về đây với phái đoàn để tiếp tục phần 2 của đại hội. Dù trong tâm can vẫn hằng nặng chữ ưu tư và lo lắng. Phôn reo là mỗi lần ông hy vọng để được biết tin tức về các chiến sĩ Việt Nam tự do. Và niềm vui đó đã đến với ông từ một toán đặc nhiệm địa phương. Ông biết rằng một số anh em đã an toàn. Ông tỉnh táo như người vừa thoát ra từ một giấc mộng hãi hùng nào đó. Thời gian sử dụng như vậy nó cũng có nhiều ý nghĩa, tức là bộ thông tin của chúng ta cũng phải quay phim, Đài Phát thanh Việt Nam Tự Do cũng phải thu băng để làm tài liệu của cái biến cố mà chúng ta đã vừa xảy ra trong thời gian qua. Tôi biết là đêm hôm nay các chiến hữu trên đoạn đường về đây nghỉ ngơi vài tiếng để chờ nghe cái tình hình vừa xảy ra ngày hôm qua. Còn ngày hôm trước thì có một đề tài cho ngày mai. Chứ tại sao cái đề tài này phải khẩn cấp để chúng ta thảo luận trong buổi chiều hôm nay? Bởi vì chính sách ngoại giao cũng như là chính sách của chính phủ trong Hội đồng An ninh Quốc gia nó cho phép chúng ta phải phản kháng lại những hành động và nghĩa cử, thái độ của một số cơ quan công lực. Tôi không dám nói hết, nhưng mà có một số cơ quan công lực của Tây Lan, trong đó đặc biệt nhất là các giới công an, tình báo, rồi có một số quân đội ngoài các thành phần quân đội bạn hữu của chúng ta. Trong phần trình bày của tôi, nó có hai vấn đề để đặt ra, đáp ứng liền
giải quyết liền về cái phản ứng của chính phủ cách mạng Việt Nam bây giờ. Phải đi cho quốc tế và thế giới, trong đó xin kể lại một câu chuyện ngày hôm qua xảy ra như thế nào. Trước khi tôi kể câu chuyện ngày hôm qua thì thưa thật thì các chiến hữu, suốt đêm hôm đó tôi không ngủ được. Tôi biết trước chuyện gì nó sẽ xảy ra thì các chiến hữu biết là trong ngày 30 tháng 4, biết bao nhiêu cơ quan tình báo phản gián đủ thứ mọi mặt, trong đó có Hun Sen, có Việt Cộng, nó lợi dụng chính quyền Thái Lan, nó trà trộn vào, mang danh nghĩa là báo chí nọ báo chí kia, Cộng sản Việt Nam và Hun Sen đã có mặt trong ngày 30 tháng 4 tại căn cứ địa chúng ta, tức là biết hết cả một tình. Dĩ nhiên chiều hôm đó tôi nhận được nhiều tin tức tình báo nhờ cơ quan tình báo của bạn họ là cung cấp. Vì sinh mạng của tôi biết anh em thương tôi. Đó là ngày 30 tháng 4. Mờ sáng tinh sương, tôi vừa thức dậy, đang cầm cái khăn để mà lau mặt, thì bỗng dưng có mấy tên từ phía dưới phóng lên, chỉ xuống bộ đầu tôi. Một số tên thì M16, nhưng mà có cái tên mà mặc quần đùi cuối cùng đó là mang cái súng lục. Chính hữu tổng thư ký vừa đưa ra. Theo cái quan điểm riêng của tôi, và tôi nghĩ cũng không có sai lắm, vậy thì tôi yêu cầu tất cả những chiến hữu nào mà có trách nhiệm về tuyên vận, về thông tin, viết bản tin, chia sẻ theo cái chính sách của chính hữu tổng thư ký vừa rồi. Thưa ông tổng thư ký, kính thưa đại tướng, phó thủ tướng, trên hải ngoại, kính thưa cố vấn chủ tịch, kính thưa quý cụ trong hội đồng an ninh, hội đồng cố vấn, kính thưa các vị chiến hữu chúng ta, I want Miss Pronasia name. First of all, Mr. Veera Suravilas, Senior Vice President of Bangkok Bank. Mr. Suran, a member of the Special Bar Association of Philippines, and his wife, Madam Suran. Dr. Thikampan Parasatpo. And his wife, Mrs. Kanita Parisapon.
Also, I'd like to recognize Mrs. Denjai Suravilas. Also, I'd like to recognize Mr. Premchai Narakasucha, an engineer graduated from the United States and currently a member of the international team of the government of Thailand. Mr. Huat Charavichai, CEO of for Land Investment and Agriculture Development. Mr. Songsan Warno, Architecture of Thailand. Mr. Songsan. Pardon me for my mispronunciation. Especially, I'd like to recognize Mr. Pracha and Mr. Lexi, special friends and very dear friends of the government of Vietnam. From Italy, I'd like to recognize Dr. Massimo Granata and Dr. Gianetti Costazzo. Did I miss anybody? Mrs. Pecky. Mrs. Pecky? Oh. Would you stand, please? Mr. Chai. At this time, I'd like to introduce the cabinet members of the government of Free Vietnam. First of all, please join me to welcome the Secretary General for the Central Coordinating Council for the government of Free Vietnam, Mr. Nguyen Hữu Chánh. Our Vice Prime Minister General Lin Quang Viu. Members of the National Security and Advisory Councils to be included, Professor Nguyễn Trọng Anh. Ngô Trọng Anh, I'm sorry. For me, the former chairman of the American Veteran Affairs. To move on with the program, I would like for you to look at the agenda has been placed in front of you. And now we go start with item number 8, the accomplishment of the government of Free Vietnam establishment. And our Secretary General will make the presentation at this time. Mr. Secretary General. Vietnamese in exile on the United States soil and all around the world releases the unforgettable date of 30 April 1975. Though the Cold War may have been won, the struggle for democracy continues in a land still beset by the ravages of communism. In March
towards freedom, democracy and liberation for Vietnam is a long and a sturdy one, but one that will be seen to fruition by those who truly believe in the principles of democracy. In 1965, then... Distinguished guest, honorable member of the cabinet of the government of Vietnam, His Excellency Nguyen Ho Van Chan, good evening to each and every one of you. It's my extremely deepest and utmost opportunity to join with you tonight for this occasion. His Excellency, Special Assistant of His Excellency, Mr. Pricha, who supported him for the last 2 years. And one thing, I cannot prolong all my speech to you because I'm only support in the background of his example. Idea in front of you all. First of all, I would like to welcome most of you here to Thailand. And today, welcome you back to Bangkok. Ladies and gentlemen, I play a small part. The price of freedom becomes so high that we're afraid or too stingy to pay that price. Thank you. I'd like to share my name. My name is Rang San Stor Suwai. He's an architect and teaching in the University of Chulalongkorn. I know very few of the free Vietnam, but I know a lot of the Tony is my friend, and I also love him very much. This couple days, I try my best, you know, to get Tony back to Thailand again, to Bangkok again. General Secretary Lin Wuchang, member of the National Council, distinguished guests, all friends. Same as Professor Lam San, I have to collect my name first. Correct one is Prisha. When it has to be like that, it's probably people regard me as a guy who talking too much or something, so put me on the last of the speaker. But I won't let you down. First of all, before I make my speech, let me clarify some point and let me express how I feel along the backside of the hotel. I nearly choked because that shouldn't happen because we follow the procedures strictly. And then we have no ideas how it happened. Meanwhile, what really surprised me and choked me, I got the phone call. You got a fun in your head. After 9 days, after 10 days, and after 100 days, it's going to happen. Mr. Fred, he tried to work very hard, and he stopped the first connection. He moved the second connection. This is a Sudanese. This is the picture I know. The President Vera, I know. All of us in there, everybody know. Professional woman. And we look at her as a beautiful woman. We look at her very intelligent, because 22 years working in America.
for the women, professionals speaking. We set up the meeting and take a nice dinner in the top floor. Oh, make me crazy, you know, eat all the time and talk. And Mr. Leck, they say, oh, I have another car. He carry another bag. And we went to the bank. I, Fred, and Pitcher staying there. Leck staying there. Just forget about the beer horn. After that, we have another project. That the CDs, the certificate of deposit for the gold came from in the master of his eyes. I'm not talking about the God, but sponsor. We understand and we share each other. We try to work very hard about the CD certificate of deposit. Truyền hình ITV là một đài truyền hình lớn nhất tại Thái Lan, đã phát hình liên tục 30 ngày về sự kiện xảy ra tại đồi Khao Quang, quận Lang Giai, Thái Lan, nói về một tổ chức có tên là Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do mà biến cố xảy ra vào ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã làm xôn xao dư luận địa phương và quốc tế. Chúng ta đã biết cuộc chiến tranh tại Việt Nam giữa hai miền, phía Bắc theo chủ nghĩa Cộng sản và phía Nam theo chế độ quốc gia dân chủ. Cuộc chiến đã kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 và miền Nam đã thất thủ. Sự kiện xảy ra do một nhóm người Việt Nam lấy tên là Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do. Đa số những người này là những người vượt thoát sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nay họ trở về để tìm đường đấu tranh cứu nước. Theo tin của cảnh sát, thì lực lượng này do ông Nguyễn Hữu Chánh chỉ huy từ Hoa Kỳ về, với một số tài liệu, báo chí để vận động một số người Việt Nam hiện đang cư ngụ tại Thái Lan và Campuchia. Số người này đã vượt biên vào Thái Lan. Vào ngày 1 tháng 5, cảnh sát Thái Lan đã bao vây và bắt một số chiến sĩ ở trong tổ chức này, đem về Bộ Chỉ huy Cảnh sát để hầu tra, vì cảnh sát Thái Lan đã được báo là lực lượng Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do có vũ trang. Theo cảnh sát Thái Lan cho biết, trong cuộc truy quét, họ đã tịch thu được nhiều tài liệu quân trang quân dụng và một số máy móc hiện đại, những máy bộ đàm, máy computer và máy phát điện của tổ chức này đã mang vào căn cứ để hoạt động. Những sự kiện trên đây đã làm chấn động dư luận tại tỉnh Chad. Riêng về quận Lang Giai đã làm cho dân chúng Thái Lan thật hoang mang. Cũng theo nguồn tin trên, tất cả số người mà họ gặp trên đồi Khao Quang là một số người Việt Nam đã vượt thoát từ trước năm 1975 để trốn tránh chế độ Cộng sản. Và nay, vì cuộc đấu tranh cho tự do, đã có những người Việt Nam từ nhiều quốc gia đã về đây, như Mỹ, Pháp, Ý, về tham dự ngày đại hội 30 tháng 4 năm 1998 do Tổ chức Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do thực hiện. Theo lời khai của Sở Cảnh sát Long Giang, những người này đã khai rằng họ trở về đây vì muốn đấu tranh cho dân tộc và quê hương của họ để thoát khỏi ách Cộng sản. Chứ thật ra họ cũng không làm hại gì đến nền an ninh của Thái Lan. Vì khi Tổ chức Cách mạng Việt Nam Tự Do về đến căn cứ nằm trên vùng đất Thái, họ không hề có vũ khí. Những lớp huấn luyện trên đất Thái là những lớp huấn luyện về chính trị do một người mang thông hành tên Tony lãnh đạo, mà hầu hết tất cả những người trong tổ chức này gọi là anh hai. Theo tin của quân đội từ Sở Cảnh sát, họ đã bố giáp và đã bắt được 98 người Việt Nam. Đây là vị chỉ huy trưởng, vị chỉ huy cảnh sát tại quận Lang Giai. Ông đã nói với phóng viên của đài ITV như sau. Thật ra, tôi đã biết tổ chức của Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do từ 8 tháng qua. Họ công khai hoạt động
với những lớp huấn luyện. Họ đã nhận người Việt từ Việt Nam và Campuchia qua ngã biên giới Thái. Nhưng vì xét thấy khi họ đến Thái Lan với đầy đủ những giấy tờ hợp lệ, nên chúng tôi đã không làm khó dễ họ. Theo tôi biết, ngoài căn cứ 702, họ còn hai căn cứ nữa. Nhưng chúng tôi chưa được biết tọa độ chính xác của hai căn cứ này. Chúng tôi còn được biết tổ chức Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do, họ có những hệ thống liên lạc rất chặt chẽ và hữu hiệu. Hai căn cứ này nằm trên vùng đất Campuchia. Còn nhiều căn cứ nữa, ví dụ như trên quận Trạc, quận Con Dài, đảo Cô Chen và ngay trong nội địa Việt Nam. Tổ chức Cách mạng Việt Nam Tự Do này đã đưa người Việt Nam từ Campuchia và Việt Nam qua nhiều ngã biên giới. Tại Hạc Lép, họ đi bằng cano và đường biên giới chính thức với giấy tờ hợp lệ, có giao liên dẫn đường. Chính quyền Thái Lan biết họ có quan hệ với quân đội Khmer Tự Do tại Murai và họ có những căn cứ ở trong vùng bảo vệ của Khmer Tự Do và quân đội Phun Siphek. Theo tin của quân đội Campuchia tại Koh Kong, khi tiến đánh căn cứ của Tổ chức Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do, họ đã tịch thu được rất nhiều vũ khí cá nhân và vũ khí hạng nặng. Đây là người lính biên phòng Thái. Khi được phóng viên của đài truyền hình Thái phỏng vấn, ông cho biết biên giới này có một tổ chức người Việt Nam lập căn cứ trong khu vực này. Vì tôi biết được trạm chuyển tiếp lương thực của họ, dù rằng họ luôn thay đổi, họ thường di chuyển lương thực vào căn cứ về ban đêm. Chúng tôi đã cố tình theo dõi, nhưng lần nào cũng bị họ phát hiện và họ biến đi mất. Theo lời viên chỉ huy cảnh sát tại Long Giai, ngày 30 tháng 4 năm 1998, tôi dẫn 60 cảnh sát kết hợp cùng quân đội và cảnh sát biên phòng tiến vào căn cứ 702 của Tổ chức Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do. Nhưng vì xét thấy họ không có vũ khí và những người đến đây đều có giấy tờ hợp pháp nhập cảnh Thái Lan và họ đấu tranh cho tự do trong nước của họ, nên sau khi kiểm tra, chúng tôi đã rút xuống và có hẹn với đại diện ngoại giao của Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do tại văn phòng Sở Cảnh sát Con Dài. Đây là vị đại diện Sở Di trú Thái Lan, ông nói. Tôi không thể bắt giữ những người có giấy tờ nhập cảnh Thái Lan hợp pháp vì đa số những người có mặt sáng ngày 30 tháng 4 năm 1998 đều hợp lệ giấy tờ. Đây là trạm tiếp truyền để Tổ chức Chính phủ Việt Nam Tự Do di chuyển lương thực và người lên đồi Khảo Quang, nơi có căn cứ 702, và họ làm lễ kỷ niệm 3 năm thành lập tổ chức này. Vị chỉ huy cảnh sát nói tiếp. Trước khi tiến lên đồi Khảo Quang, chúng tôi đã đột nhập và khám xét hai trạm chuyển tiếp dưới chân đồi. Đó là một kho lương thực cùng một số tài liệu của Liên đảng Cách mạng Việt Nam Tự Do. Đây là người giao liên của tổ chức, tên Lưu Thị Ngọc Hương, đã từng dẫn đường đưa người Việt Nam vào đất Thái, cũng như đã từng chuyển tài liệu ngược lại qua đường Hạc Lép, Long Sủn, vân vân. Đây là số người của Tổ chức Việt Nam Tự Do đã nhập cảnh trái phép. Họ được tạm giữ tại Sở Cảnh sát Long Giai để chờ đưa ra tòa. Quân đội thủy quân lục chiến Thái Lan đã mở nhiều cuộc hành quân lục xét tìm kiếm những người của Tổ chức Việt Nam Tự Do trong ngày 1 và 2 tháng 5 1998.
vì sáng ngày 1 tháng 5, tổ chức Việt Nam Tự Do này đã bị quân đội Hun Sen tấn công và họ đã tháo lui vào đất Thái. Viên chỉ huy cảnh sát Long Dài nói tiếp. Theo tôi, tổ chức Việt Nam Tự Do này chỉ đấu tranh cho lý tưởng tự do, và trên đất Thái họ chưa hề có một hành động phạm pháp nào, cũng như chứa chấp những tài liệu có hại đến trật tự an ninh của Thái Lan. Nên theo luật tôi đã được học tại trường sĩ quan cảnh sát thì tôi không có quyền giải tán hoặc giam giữ họ. Trước đây tôi đã nhiều lần bị áp lực của thống đốc tỉnh Tras yêu cầu phải giải tán tổ chức này, nhưng tôi không thể làm được. Cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1998, chúng tôi được mật báo là họ có vũ khí. Chúng tôi mới hành quân vào căn cứ của họ để kiểm tra. มาดูรอบๆว่าเขามีอาวุธไหมมีท่าทางอะไรไหมซึ่งผมดูแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้คือไม่มีอาวุธที่เห็นอยู่นะก็ไม่รู้ว่าจะซ่อนอยู่หรือไม่อันนี้เราไม่ทราบเพราะว่าเราดูแล้วไม่มีพยายามลองเดินเข้าไปค้นๆๆๆก็ไม่เจอว่าซ่อนนี่แหละทั้งทุกตึกชัดองน้อย vì chúng ta có ban giao với tỉnh Koh Kong thuộc Campuchia nên tôi có trách nhiệm không để cho chính quyền Campuchia phải phiền hà đến tỉnh Trạch. การเจรจาเพื่อขอให้ยุติการใช้พื้นที่ในประเทศไทยฝึกทหารเพื่อต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลเวียดนามในเบื้องต้นไม่ได้ผลกองกำลังผสม4ฝ่ายจึงตัดสินใจใช้กำลังกดดันให้กลุ่มแกนนำและสมาชิกสลายตัวแต่ยังไม่ทันถึงค่ายก็ถูกถล่มด้วยระเบิดเครโม M72 M79 และปืนเล็กKhi quân đội Hun Sen tấn công vào căn cứ, tổ chức Việt Nam Tự Do đã có một người bị thương và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo lời của chỉ huy cảnh sát và đại tá thuộc quân lục chiến, họ đã cho biết qua tin tình báo. Là quân đội Campuchia sẽ tấn công vào tổ chức này. Và chúng tôi đã báo cho người lãnh đạo của tổ chức này biết chúng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ họ vì họ là những người từ nhiều quốc gia Âu Mỹ đến Thái Lan với thông hành hợp pháp và họ đều không có vũ khí. แต่ตำรวจตระเวนชายแดนกัมพูชากลับยืนยันกับทีมงานถอดรหัสว่าไม่ใช่ฝีมือของพวกเขา Đây là một tình báo của Campuchia bị bắt khi xâm nhập vào đất Thái đã khai rằng Tổ chức Việt Nam Tự Do có vũ khí giấu bên phần đất Campuchia. Đây là một người lính Thái bị thương đã khai rằng ông ta bị Tổ chức Việt Nam Tự Do tấn công.Đây là hình ảnh của những người Việt Nam Tự Do đang bị tạm giữ chờ đưa ra tòa vì tội nhập cảnh trái phép với tiền đóng phạt là 2.800 baht cho mỗi một đồng người. Bạn có thể hỏi tại sao không đảm bảo cho đi gặp cùng một con phụ trung nùng này có hả? Viên chỉ huy cảnh sát nói, thật ra họ đến đây cũng vì tự do. Nếu họ không xâm nhập Thái Lan trái phép và nếu không vì bị quân đội Hun Sen tấn công thì chúng tôi cũng không muốn giam giữ họ. Và vì họ có những tài liệu chống lại nhà cầm quyền Việt Nam, chúng tôi bắt buộc phải tịch thu vì sự ban giao của hai nước. Nhưng đối với những người mang quốc tịch Mỹ, Úc, Pháp, Ý, chúng tôi không thể khám xét và bắt giữ. Nếu đối với chính quyền Thái Lan, họ không phạm. ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาร้องผ่านสถานทูตให้มาดูแลในเรื่องการสอบสวนแล้วเกิดเราทำผิดพลาดในเรื่องข้อกฎหมายเกิดกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐประท้วงรัฐบาลไทยใครจะรับผิดชอบไหว
Sau một tuần, phóng viên đài ITV đã đến phỏng vấn giám đốc trại tù tỉnh Trát, vì biết rằng tất cả những người của tổ chức Việt Nam Tự Do đã không còn ở trong trại tù nữa, thì được ông trả lời: tôi không biết. Nếu cần biết rõ hơn thì nên đến hỏi tại Bangkok. Tôi chỉ làm theo những gì ghi trên tờ giấy này. Đây là số vũ khí cá nhân, loại vũ khí tối tần M14 của tổ chức Việt Nam Tự Do đã trồng giấu trên vùng phi quân sự giữa biên giới hai nước Thái Nguyên. Người lính biên phòng cho biết, từ căn nhà này họ thường chuyển vũ khí vào căn cứ ban đêm. Họ thường mặc áo thun đen màu sẫm và quần ngắn, đôi khi là quần dài, đầu không đội nón. Nhưng rất khó đến gần họ, vì nhiều lần chúng tôi muốn đến gần để biết họ chuyển loại vũ khí gì thì họ lập tức biến mất. ไม่ได้เลยแล้วเขามาอยู่อย่างนี้เขาอยู่ได้ยังไงไหนจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ของกินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ได้ยังไงผมก็คิดว่าคนในพื้นที่เนี่ยส่งคนที่ได้รับเงินจากเขาอ่ะเราได้จับกลุ่มคนที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายส่งฟ้องศาลดำเนินคดีแล้วเราได้ดำเนินการแล้วเพราะฉะนั้นในตรงนี้น่าจะเพียงพอที่จะยืนยันว่าเราไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการที่ดำเนินกิจกรรม Đây là hình ảnh của những người trong tổ chức Việt Nam Tự Do đang ngồi chờ hầu tòa. เนื่องจากค่าตอบแทนที่ได้รับจากกลุ่มปฏิวัติเป็นจำนวนเงินที่สูงมากจนคุ้มกับการเสี่ยง เพราะหากถูกจับกลุ่มก็มีเพียงข้อหาให้ที่พักพิงกับคนต่างด้าวเท่านั้น Cookie, ciao. Chiến hữu về tham dự hội nghị hôm nay. Trước hết chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Chiến hữu Nguyễn Hữu Chánh, Tổng Tư lệnh Chiến dịch Hòa bình. Kế đến chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Giáo sư Ngô Trọng Anh, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chỉ đạo. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Đô đốc Lâm Nguyên Tánh, Tổng trưởng Ngoại giao và các thành viên của Hội đồng Quốc gia. Kính thưa các chiến hữu, chúng ta còn 6 vị nữa của Hội đồng An ninh Quốc gia cũng như Hội đồng Cố vấn, nhưng mà vì lý do đặc biệt các vị đã không về dự được ngày hôm nay. Và tiếp tục chúng tôi xin được phép giới thiệu Hội đồng Hành pháp và Hội đồng Đồ hợp Trung ương. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Giáo sư Hà Quyết Việt, Tổng trưởng Văn hóa. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Chiến hữu Phạm Nguyên, Thứ trưởng Kinh tế. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu luật sư Trần Văn, Ủy viên Hội đồng Điều hợp Trung ương, Chính phủ Cách mạng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Chiến hữu Nguyễn Sĩ, đại biểu Chính phủ tiểu bang Cali. Xin trân trọng giới thiệu Chiến hữu Nguyễn Đôn, trưởng đoàn công tác Hoa Kỳ.
Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Chiến đấu Hà Viên, phụ tá tổng thư ký hội đồng điều hành trung ương. Cá nhân chúng tôi Trương Ngọc Thu, phụ tá Chiến đấu tổng thư ký. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Chiến đấu Phạm Ngọc Điệp, trưởng đoàn công tác Úc Châu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Chiến đấu Đỗ Thành Trung, trưởng đoàn công tác vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Chiến đấu Nguyễn Sâm, Nguyễn Bá Sâm, đại biểu chính phủ tiểu bang Minnesota. Chúng tôi xin giới thiệu Chiến đấu Nguyễn Hữu Minh, đại biểu chính phủ tiểu bang Massachusetts. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Chiến đấu Lê Anh, thuộc cả ủy ban chiến lược và đồng hành chiến lược. Chiến đấu Đoàn Phi, đại biểu chính phủ tiểu bang Utah. Và Chiến đấu Teresa Nguyễn, đại biểu chính phủ tiểu bang Arizona. Tiếp theo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Chiến hữu Vũ Trực, thuộc Hội đồng đại biểu tiểu bang Washington State. Chiến hữu Nguyễn Lợi, cũng thuộc Hội đồng đại biểu tiểu bang Washington State. Chiến hữu Trần Tư Hiền, cũng thuộc tiểu bang Washington State. Chiến hữu Võ Hữu Văn Phùng, cũng thuộc tiểu bang Washington State. Chiến hữu Duy Châu Báu, hội đồng đại biểu Tacoma, cũng thuộc tiểu bang Washington. Chiến hữu Nguyễn Hạnh, cũng thuộc tiểu bang Washington State. Chiến hữu Nguyễn Thiết Sự, cũng thuộc tiểu bang Washington. Chiến hữu Nguyễn Tuấn Tước, cũng thuộc tiểu bang Washington. Chiến hữu Diệp Tân, cũng thuộc tiểu bang Washington State. Chiến hữu Nguyễn Lực, cũng thuộc tiểu bang Washington State. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu Chiến hữu Nguyễn Quang Trung, thuộc hội đồng đại biểu tiểu bang Texas. Chiến hữu Huỳnh Đức, thuộc hội đồng đại biểu tiểu bang Mass. Chiến hữu Lục Thành, cũng thuộc hội đồng đại biểu tiểu bang Mass. Chiến hữu Nguyễn Văn Minh, cũng thuộc hội đồng đại biểu tiểu bang Mass. Chiến hữu Vũ Hữu Vi, cũng thuộc tiểu bang Massachusetts. Chiến hữu Huỳnh Thọ, tiểu bang Mass. Chiến hữu Thanh Lương, cũng thuộc tiểu bang Massachusetts. Thạch Sương, cũng là thuộc tiểu bang Mass. Đại diện tiểu bang của hội đồng đại biểu Orange County, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chính hữu mình. Đặc biệt chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị, đến tất cả các chiến hữu là chiến hữu Lê Chí Thức, cũng thuộc hội đồng đại biểu trung ương của hội đồng điều hành trung ương của chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân. Chiến hữu Nguyễn Duy Nhân, chiến hữu Nguyễn Hòa và chiến hữu Nguyễn Đức. Tiếp theo chương trình, chúng tôi trân trọng giới thiệu cụ chủ tịch hội đồng cố vấn ngỏ lời trước hội nghị. Xin trân trọng kính mời giáo sư Ngô Trọng Anh. Thưa quý vị, tôi đã ngỏ lời rồi. Thì bây giờ cái vấn đề hấp dẫn nhất là ông Nguyễn Hữu Trạch sẽ nói chuyện. Và để tôn trọng thời gian, tôi xin dứt lời. Xin cảm ơn cái diễn văn rất là ngắn của cụ chủ tịch.
Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời Chiến Hữu, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hợp Trung ương, Nguyễn Đức Chánh trình bày về kế hoạch và những thành quả của Chính phủ trong năm qua và những kế hoạch sắp tới. Thưa Giáo sư Chủ tịch, thưa Đô đốc, Tổng trưởng Bộ Ngoại giao, thưa các chi hữu trong Hội đồng Hành pháp, các chi hữu Hội đồng đại biểu, đoàn công tác Trung ương và các chi hữu ở trong bộ phận Hội đồng Điều hợp Trung ương cùng một số các chi hữu trẻ đến đây tham dự buổi nói chuyện tối hôm nay. Đúng theo chương trình, 3 ngày hội nghị của chúng ta bắt đầu sáng hôm nay vì điều kiện của một số các chính hữu như Tổng trưởng Bộ Kinh tế, Tổng trưởng Hải ngoại, Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Tổng trưởng Bộ Thương mại và một số các chính hữu khác trên đường đang chuẩn bị đến Los Angeles tối nay. Vì vậy cho nên chương trình hội nghị đã dời lại vào sáng mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng và sẽ kéo dài đến 11 giờ đêm. Chương trình hội nghị sẽ rút lại làm 2 ngày để tạo mọi điều kiện cho các chính hữu trở về lại với gia đình và nhận nhiệm sở các công việc của các chính hữu tại địa phương. Chính vì vậy cho nên ban tổ chức có quyết định là chương trình hội nghị sẽ bắt đầu chỉ có 2 ngày và kéo dài mỗi ngày đến 11 giờ đêm. Để tranh thủ cái phần nói chuyện của tôi không đi vào trong chương trình nghị sự bắt đầu ngày mai và ngày mốt, tức là thứ Bảy và Chủ nhật. Đêm hôm nay tôi thiết nghĩ chúng ta cũng rất là cần thiết để chia sẻ tâm sự. Suốt một năm qua tôi rời khỏi Cali và đến nay trở về lại đi văn phòng này. Những gì mà các chiến hữu từ phương xa, nhất là phái đoàn Ý Đại Lợi, phái đoàn của Úc Châu và các tiểu bang, đường thật là xa xôi, nhưng các chiến hữu đã đến đây. Cái chính yếu tôi được biết trong tâm tư của các chiến hữu là muốn biết cái sự cố xảy ra ngày 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5 và sau đó tình trạng của các chiến hữu của chúng ta trong tù ra làm sao. Một số tử sĩ đã bỏ thay trên đội Trung Sơn hiện nay như thế nào, gia đình của họ có được chính phủ chăm sóc hay không, và 98 chiến sĩ của chúng ta ở nhà tù của Thái Lan hiện giờ đang ở đâu và số phận của họ như thế nào. Bên cạnh đó, tôi cũng được biết và tìm hiểu chung chung một số vấn đề khá thích thú là các chiến hữu đang muốn được tôi trình bày và chia sẻ. Trong suốt một năm qua, chúng tôi về đó để làm cái gì? Và sau cái biến cố đó, lực lượng căn cứ của chúng ta có còn tồn tại không? Điều đặc biệt hơn nữa là các chi hữu đang quan tâm căn cứ theo bản tin của quốc tế thì cá nhân tôi bị trục xuất khỏi Thái Lan. Như vậy tôi có được trở về Thái Lan để hoạt động tiếp tục nữa hay không? Và có phải là bị trục xuất thật không? Ngoài tôi ra còn có bao nhiêu người chiến sĩ của chúng ta từ Mỹ bị trục xuất nữa, và thái độ của chính quyền Thái Lan đối với chúng ta ra làm sao trên phương diện đối ngoại. Đó là những điều mà tôi thiết nghĩ các chiến hữu đang muốn lắng nghe. Để đáp lại cái tính tình đó và những ưu tư của các chiến hữu từ phương xa về đây, đêm nay và ngay từ bây giờ tôi sẽ chia sẻ và tâm sự với các chiến hữu tất cả những gì tôi muốn nói ra gửi gắm đến các chiến hữu và những lời tâm sự của những chiến sĩ tại quốc nội. Họ đã nhắc nhở tôi, họ đã nhắn gửi tôi
trước khi tôi lên đường trở về lại Hoa Kỳ. Đồng thời, tôi cũng được biết các chiến hữu hiện giờ đang ưu tư, đang khắc khoải trong lòng, muốn đóng góp cho Tổng thư ký và Chính phủ Cách mạng Việt Nam tự do, đặc biệt nhất là các anh em chiến sĩ tại Quốc hội. Nhưng đóng góp như thế nào đây? Ủng hộ mà ủng hộ cái gì đây? Và chúng tôi phải làm cái gì cho chính phủ? Thương mến, cảm xúc, quý trọng, thương kính, nể phục. Đó là những điều mà các chiến hữu đang muốn hỏi chúng tôi. Bên cạnh, các chiến hữu cũng sẽ phải hỏi, như vậy thì tương lai của tình hình Campuchia như thế nào? Tháng 7 bầu cử tự do này ra làm sao? Tình hình Đông Dương sẽ biến động như thế nào? Và Việt Nam của chúng ta bao giờ được giải thể chế độ cộng sản và sẽ được thay đổi? Lúc nào chúng ta sẽ có cơ hội để trở về nước và giải thể chế độ này bằng cách nào, lấy cái gì thay thế nó, vân vân và vân vân. Mới đến Hoa Kỳ, cái vùng đất mà chúng ta đang tạm dung thân, thì chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam tự do của chúng ta là làm sao? Cơ quan tình báo CIA, ngũ giác đài, tòa bạch ốc và những cơ quan khác, họ có cái nhìn với cái lực lượng của chúng ta tại biên thủy Đông Dương như thế nào? Và bản thân tôi về đến phi trường có bị cái gì không? Có bị FBI chặn, có bắt bớ hay là có bị ai đe dọa gì không? Như những tin đồn thất thiệt trước này. Đó là những điều mà tôi nghĩ các chiến hữu muốn lắng nghe về thế này. Trước khi tôi chia sẻ, tôi xin mở đầu bằng một lời nói chân tình nhé. Là đêm nay chúng ta không phải là một bài diễn văn của tôi thuyết trình, mà tôi sẽ trình bày một cách rất là mộc mạc của một con người rời khỏi California, sứ mạng đã được chính phủ giao cái trọng trách này và phải làm tròn cái bổn phận cho đến ngày trở lại Mỹ cũng như về đến quê hương trong tương lai. Những cái chia sẻ tâm sự này không phải là một sự tố giác của một số anh em cán bộ đã rời khỏi tổ chức, cũng không phải là đổ tội cho ai cả, và cũng không có một điều gì buồn phiền với những người còn ở lại hay đã ra đi với chính phủ của chúng ta, mà bổn phận của tôi phải có trách nhiệm để tâm sự và chia sẻ. Đến một mai này, khi cha các chiến hữu về lại với địa phương của mình, nhiệm vụ là một đại biểu của địa phương, đồng bào có hỏi các chiến hữu về cán bộ A, chiến sĩ B và tình hình của chúng ta, thì các chiến hữu cũng có được một số dữ kiện để trả lời một cách thỏa đáng cho đồng bào của chúng ta. Đêm nay phần của tôi nói chuyện sẽ kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ. Các chiến hữu cố gắng chịu đựng. Và tôi thiết nghĩ cái chương trình nên chia làm 3, có nghĩa là 30 phút chúng ta có thể nghỉ 5 phút, hoặc là một tiếng đồng hồ chúng ta nghỉ 10 phút, để cho cái bầu không khí nó nhẹ nhàng hơn. Không biết là ban tổ chức có cho phép như vậy không? Ban tổ chức xin quyết định vấn đề này, nhưng mà tôi nhập đề liền để khỏi mất thời giờ của các chiến hữu. Trước khi tôi chia sẻ và tâm sự kể từ ngày mà tôi rời khỏi Hoa Kỳ dẫn phái đoàn đi về Đông Nam Á, mục đích kỳ này chúng tôi triệu tập cái phiên họp khẩn cấp này có 3 lý do. Lý do thứ nhất là căn cứ vào quyết định và đề nghị của Hội đồng An ninh Quốc gia, bản hiến chương của Chính phủ Cách mạng Tự do phải được tu chính, và chương trình sinh hoạt hội nghị trong ngày mai cái phòng tu chính này sẽ được thông báo rất là chi tiết, mong các chiến hữu đóng góp ý kiến. Bên cạnh vấn đề tu chính là có ảnh hưởng đến cái hệ thống tổ chức, tức là cơ cấu tổ chức của chính phủ của chúng ta. Như các chiến hữu biết là trong giai đoạn thứ hai khi chúng ta thành lập Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự do, thì cơ cấu tổ chức của chúng ta trong giai đoạn cách mạng tiến diện, cho nên chúng ta có đưa ra nhiều cái hội đồng
để dung hòa với tình cảnh và bối cảnh của hải ngoại, tránh nhiều dị ứng của cộng đồng và các lực lượng đảng phái bạn đang trong cộng. Hội đồng điều hành trung ương do tôi lãnh đạo được đặt ra. Bên cạnh đó, có tổng vụ hải ngoại, có đoàn công tác Hoa Kỳ, Úc Châu, Âu Châu và Ái Châu. Nhưng đã đến lúc chúng ta cần phải giải tán nó. Căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 30 tháng 4 năm 1998 tại biệt thự Đông Dương, thì này chúng tôi sẽ công bố cái quyết định đó là giải tán Hội đồng Điều hành Trung ương, tổng vụ và hải ngoại, các đoàn công tác Âu Châu, Úc Châu, Hoa Kỳ và Á Châu. Sau khi giải tán, tức là nhiệm vụ tổng thư ký của tôi không còn nữa. Vậy thì các chính hữu sầu của tôi sẽ giữ cái vai trò gì trong chính phủ? Ngày mai, chúng ta bắt đầu vào nghị trình phần đó để dành cho cái phần tuyên bố của tôi về Hội đồng Điều hành Trung ương. Nhưng tôi cũng xin thưa thêm một điều để các chính hữu không có thắc mắc đêm hôm nay khi rời khỏi phòng họp này, là tôi sẽ trở lại Biên Thủy trong vòng vài tháng tới, sau khi kiện toàn hết hệ thống tổ chức của hải ngoại. Và có lẽ là ngày thành công trong nước Việt Nam, các chiến hữu mới gặp lại được tôi. Chuyến đi kỳ này độc đáo, sắc sảo, hy sinh hơn chuyến đi một năm qua. Tôi nói đến đây, các chiến hữu cảm thấy một điều lạ kỳ. Và một phiên họp mở đầu trong buổi nói chuyện, các chiến hữu cảm thấy rất là ngạc nhiên. Vậy thì ai sẽ đảm đương những công việc hải ngoại như trong suốt một thời gian qua? Dạ thưa, một phó thủ tướng đặc trách hải ngoại và Hội đồng Hành pháp Quốc gia của chính phủ sẽ đảm đương cái việc này. Tôi sẽ trở lại với vị trí của Biên Thủy Đông Dương và Quốc nội. Hai bên sẽ đi song phương để chúng ta tiến về Việt Nam. Có như vậy thì mới đốt lên một ngọn lửa bùng cháy, mới kéo được lòng người đang lạnh lùng với cuộc cách mạng của chúng ta. Một cuộc cách mạng khó nhất của cả một triều đại 50 năm chưa từng có lúc nào bị đấu tranh khó hơn lúc nào. 50 năm lần đã trong bối cảnh lịch sử của chúng ta chưa bao giờ có cuộc cách mạng khó như lúc này. Mà chúng ta phải thực hiện cuộc cách mạng này bằng những con người dám nói, dám làm, dám xả thân và dám ra đi vĩnh viễn không trở lại. Tôi là người sẽ tiên phong đầu tiên cuộc hành trình này. Nói được là làm được. Chứ bao giờ tôi tuyên bố với các chiến hữu tôi chưa làm được. Tôi tuyên bố trước đồng bào đại hội chính nghĩa là tôi sẽ lên đường trở về Đông Nam Á. Tôi đã lên đường. Và lên đường chưa đủ, bây giờ phải tiếp tục lên đường một lần thứ hai. Và lần này tôi hy vọng chuyến đi này sẽ mang lại những thành quả vĩ đại gấp 100 lần, 1000 lần như cái đại hội chính nghĩa vừa qua. Trước khi đi vào buổi nói chuyện, tôi phải nói điều này lên để các chiến hữu mới thấy rằng trong buổi nói chuyện này có giá trị. Và ít nhiều gì, tôi trở về đây, tôi cũng mang lại cho các chiến hữu một niềm vui của cuộc đấu tranh này. Tôi chưa nói đến những gì vấn đề khác. Tôi chưa nói những chi tiết trong hai ngày hội nghị tới đây. Dĩ nhiên, hai ngày hội nghị tới đây rất là hấp dẫn và rất là xứng đáng với thời gian của các chiến hữu đã bay về đây, đã lái xe về đây trên chặng đường dài xa xôi. Vấn đề thứ hai hấp dẫn là để trả lời những câu hỏi của các chiến hữu đã ưu tư gửi thư cho tôi qua bên Biên Thủy Đông Dương và đã gặp gỡ tôi khi có những ngày hội nghị ở đó và tại vùng rừng núi. Làm sao chúng tôi có thể giúp được cho chiến hữu, cho ông tổng thư ký? Chúng tôi dây dứt quá, chúng tôi cảm thấy khổ tâm quá. Tôi có trả lời
như thế này. Chúng tôi ở bên đó, chưa bao giờ chúng tôi gọi điện thoại về để mà kêu gọi các chi bộ ở hải ngoại một điều gì cả. Mặc dù chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của các chi bộ ở hải ngoại, nhưng mà thử nghĩ, chúng tôi mỗi lần muốn nhờ các chi bộ giúp thì chúng tôi tưởng tượng là hiện giờ các chi bộ đang phải lo cho cái nhà của mình mỗi tháng thuê mướn, hoặc là nhà mua cũng phải trả tiền cho nhà bác, cái xe đó mà đi, tiền bảo hiểm, con cái đi học trường đại học, trường tư, trường công, và bao nhiêu thứ chuyện mà các chiến hữu đang bị đời sống kinh tế ở đây như bao nhiêu suốt ngày. Liệu chúng tôi có đủ can đảm để kêu gọi các chiến hữu để giúp cho chúng tôi trong lúc chúng tôi biết các chiến hữu rất là vất vả, mà đặc biệt nhất là những người đi làm cách mạng như vậy toàn là người nghèo hết, không có người nào giàu cả. Chúng người mà giàu họ đi làm cách mạng đâu các chú ơi. Tại vì tôi hoạt động tôi biết mà. Tôi đi mời các chú hữu vào trong chính phủ này tôi biết mà. Đa số những người đi dấn thân làm cách mạng đều là những anh em nghèo cả. Không có ai có tiền đâu. Không ai có khả năng về tài chính đâu. Do vậy cho nên suốt một năm trời hàng ngàn ngàn đau khổ đã diễn ra từng giờ từng phút tại chiến khu, tại căn cứ địa, tại những vùng nguy hiểm. Chúng tôi chưa bao giờ than van kêu gọi các chiến hữu, mà còn ngược lại lo cho các chiến hữu ở hải ngoại. Không biết rồi cái văn phòng này có lo được tiền nhà tiền cửa không, không biết cái đài phát thanh mình có đứng vững được hay không, tiếng nói của chính phủ mình có còn tiếp tục để cho đồng bào nghe không, và bao nhiêu thứ chuyện khác chúng tôi còn lo ngược lại những vấn đề. Thế thì để giải quyết cái cuộc cách mạng này thành công và để cho các thiếu hữu đóng góp và giúp cho chính phủ cách mạng Việt Nam tự do của chúng tôi cùng chia sẻ, không còn cách nào khác hơn là làm sao chúng ta phải tạo được một nguồn kinh tài vững vàng trên tinh thần dân tộc tự nước của chúng ta tự lực cánh sinh trước đã. Muốn làm được như vậy cũng không phải là đơn giản, bởi vì trên đời này đi làm ra tiền mới là chuyện khó nhất. Cho nên tôi về đây tôi cũng sẽ mang lại một món quà để đóng góp một phần nào cho cái kế hoạch này chúng ta sẽ bàn thảo trong ngày chủ nhật tới đây. Tôi không mang lại ý kiến không đâu, mà tôi mang bằng một vài cái món quà có hồ sơ, ít nhiều thì chúng ta cũng có thể giúp được cho nhau trong cái giai đoạn tới. Muốn cho cái cơ sở kinh tài này được vững mạnh và tồn tại, đầu tiên chúng ta phải sống và làm việc như trong một gia đình trước kia. Cái gia đình Việt Nam tự do đã có rồi, chúng ta đã hiểu nhau hết rồi, và chúng ta có được một lý tưởng rồi. Nếu cái lý tưởng này mình tiếp tục nuôi dưỡng nó, và mọi người muốn đóng góp cho chính phủ Việt Nam tự do thành công và giúp và chia sẻ cho anh em chiến sĩ bên kia một tay, thì phải giữ cho cái cơ sở kinh tài này được tồn tại và phải thành công, đừng để nó khai phá sản. Đó là cái đóng góp thực tế nhất mà buổi nói chuyện đó sẽ nói chuyện vào ngày chủ nhật tới đây. Vấn đề thứ ba là vấn đề đã đến lúc chúng ta phải trẻ trung quá cái nội các của chúng ta. Như các chú hữu biết là trong giai đoạn đầu 3 năm vừa qua, các cụ tiền bối của chúng ta, các bậc thầy, bậc cha, bậc anh của chúng ta đã đi trước, đã đứng mũi chịu sào để nhận lấy tất cả những cơn sóng gió và những dị ứng dị biệt của đối phương, của những người đối lập và của những người ngang tiền, của bất cứ một cái phương hướng nào đến để dập dùi chính phủ cách mạng Việt Nam tự do của chúng ta trong thời gian vừa thành hình. Các vị đó đã hy sinh trong suốt 3 năm qua, chịu đựng đi bất cứ nơi đâu để trương mặt và đấm mũi chịu sạc bảo bọc cho chúng ta
ngày hôm nay chúng ta mới đứng vững như thế này. Và với cái công sức đó, chúng ta cũng không quên và cảm ơn những bậc đàn anh, những bậc thầy của chúng ta đã hy sinh và đã đến lúc